còn phải chọn cá tính, chọn mấy cái luôn vậy. Wow, mở màn là trưởng công chúa. Du ngoạn đương nhiên phải gần gũi với thiên nhiên. Thỏ, sao ăn mặc phèn vậy? Ăn mặc nổi bật một chút cho khuê mật nở mày nở mặt. Muội đến để giành spotlight với ta hả? Ta không muốn đi hòa thân, giả xấu vậy. Có cá tính, ta thích. Hả? Vậy mà cũng được à?